Bữa nay chúng ta đã bàn về một đề tài mà ai cũng thắc mắc hết đấy. Đó là Đức Di Lặc hạ thế thành Phật khi nào? Đề tài này hơi bị hóc búa, do mỗi đạo nói một nẻo. Thì bây giờ thì cái đạo Phật là gì? Theo kinh Phật á, thì khi mà cái tuổi thọ của con người á, cứ mỗi năm á, cứ mỗi 100 năm giảm một tuổi, cho đến khi còn cỡ 10 đến 12 tuổi thì con người ta sinh sản xong cái chết, không? Rồi cũng sau khi tuổi thọ còn 12 tuổi, rồi sau đó cũng cứ mỗi 100 năm thì tuổi thọ lại tăng lên một tuổi, và tăng cho đến lúc mà được tuổi thọ trung bình là 84.000 tuổi. Đây là đỉnh cao nhất của tuổi thọ của người ha. Rồi sau đó là gì? Sau đó lại giảm, cứ mỗi 100 năm là giảm một tuổi, và giảm cho đến là gì, 80.000 tuổi thì ngài Di Lặc mới hạ sanh thành Phật. Còn theo kinh, theo hệ phái Bửu Sơn Kỳ Hương, hệ phái Bửu Sơn Kỳ Hương thì có lâu rồi, có cỡ 200 năm nay rồi, hơn 100 năm nay chứ. Thì cái đạo Phật giáo Hòa Hảo là cái đạo, đạo nối tiếp cái hệ phái này là cuối cùng. Thì Phật giáo Hòa Hảo cũng là Phật giáo thôi, nhưng mà cái đạo này là do cái hóa thân, những hóa thân của Đức Nhiên Đăng của Phật, hay là ngài Văn Thù, xin lỗi, cũng vậy, cũng hóa thân của ngài Nhiên Đăng của Phật. Thì cái giáo, vị giáo chủ cuối cùng của phái Bửu Sơn Kỳ Hương này chính là Đức Huỳnh Phú Sổ, Huỳnh giáo chủ. Thì cái hệ phái Bửu Sơn Kỳ Hương này á, khởi đầu từ Đức Phật Thầy Tây An, chúng ta tìm hiểu kỹ hơn ha, ở trong miền Tây á. Thì gì? Thì hệ phái này á, những hóa thân của những cái kiếp sau của Đức Phật Thầy Tây An á, chư Phật Trùm chẳng hạn đi, rồi ông sư Vải Bán Khoai, có mấy ông lượt, rồi cuối cùng là tới ông Huỳnh giáo chủ ha. Thì là gì? Thì cho rằng là gì, cái hệ phái Bửu Sơn Kỳ Hương này cho rằng ngài Di Lặc sẽ hạ thế trong nay mai thôi tại Việt Nam. Bây giờ ở trên này là gì, ở trên này nói là gì, cứ 100 năm mà giảm xuống rồi tăng lên tới 84.000 tuổi. Tuổi thọ con người mà 84.000 tuổi thì mình lấy số 84 này, thí dụ hiện tại con người đang ở 12 tuổi thọ đi, 12 tuổi chết đi, bây giờ đang tăng lên tới 84.000 tuổi, 100 năm tăng lên 84.000 tuổi, thêm 2 số 0 này nữa thì ra gì, thì cỡ là gì, 8.400.000 năm, ít nhất cũng 8.400.000 năm. Rồi đó, sau đó là giảm thêm 400.000 năm nữa thì là gì, thì là cũng là ít nhất cũng phải là 8.800.000 năm nữa thì ngài Di Lặc mới hạ sanh. Ồ, còn giáo phái hệ phái Bửu Sơn Kỳ Hương của ông Nhiên Đăng của Phật á, thì nói là gì, nay mai thôi ngài Di Lặc sẽ hạ thế trong ở Việt Nam, trong nay mai thôi. Thì ở trong kinh Phật là nói là gì, ông Maha Ca Diếp ở trong cái núi gọi là núi Kê Túc, không, là cái núi chân gà đó, ở trong cái núi đó đó chờ, đang chờ ông Phật Di Lặc đi tới để nhận cái tỳ bác của ông Thích Ca Mâu Ni đó. Thì là gì, mình phải hiểu là gì, cái giáo phái Bửu Sơn Kỳ Hương này là gì, là chính của, là của ngài Maha Ca Diếp. Ngài Maha Ca Diếp cũng là gì, cũng là một hóa thân của ông Nhiên Năng của Phật. Cái thời Phật Thích Ca Mâu Ni thì ông Maha Ca Diếp thì cũng chính là ông Văn Thù, xin lỗi luôn, ông hiện ra hai thân như vậy. Thì hệ phái Bửu Sơn Kỳ Hương này
là đang chờ ông Di Lặc xuất hiện. Bây giờ trong miền Tây rất nhiều người, vô số người bên Phật giáo Hòa Hảo, kể cả đạo Cao Đài cũng đang chờ ngày Di Lặc xuất hiện. Thì cũng ẩn ý trong cái kinh nói một cách bóng gió là gì, cái hệ phái Cửu Sơn, Bửu Sơn Kỳ Hương này sau này á sẽ chờ Đức Phật tại Việt Nam. Nói sơ qua như vậy. Vậy ở trên này á, kinh Phật thì nói là gì, còn ít nhất cũng phải là 8.800.000 năm nữa, 8.800.000 năm nữa thì Di Lặc mới xuất hiện. Ít nhất là 8.800.000 năm nữa thì Đức Di Lặc mới xuất hiện. Có những người ta tính theo kiểu khác, thì mình tính tệ tệ kiểu này đi, sai cũng được. Nhưng mà 100.000 năm đã là quá lâu rồi. Bây giờ mà thích 8.800.000 năm, ôi trời ơi, xa quá, không thể tin được con số này hả? Ở trên này cho rằng 8.800.000 năm thì ngày Di Lặc mới, ít nhất 8.800.000 năm thì ngày Di Lặc mới hạ sinh. Còn ở dưới này nói là trong nay mai thôi, ngày Di Lặc sẽ hạ thế trong nay mai thôi. Vậy ai đúng? Trả lời, ai cũng đúng hết. Chúng ta nên nhớ nè, Đức Phật nói cái thời gian mà ngày Di Lặc hạ sanh á, ngài không có nói rõ ràng chính xác là vào năm nào, vào 88 triệu năm hay là 100 triệu năm sau, ngài không nói rõ. Mà ngài nói theo cái kiểu này nè, có tuổi thọ trung bình của con người cứ mỗi năm giảm đến khi 12 tuổi rồi bắt đầu tăng lên đến 84.000 tuổi, bắt đầu lại gì là giảm xuống còn 80.000 tuổi thì ngày Di Lặc mới hạ sanh thành Phật. Cái đây rõ ràng đây là một bài toán đố Đức Phật ra đề cho chúng ta giải, mà chúng ta không giải, chúng ta cứ tin vào những cái lời này là chúng ta bị sai lầm. Vẫn là anh sai lầm. Chút xíu chúng ta sẽ giải bài này ha. Giải bài này thì kết quả nó sẽ ra đây. Cho nên cả hai đều đúng hết, chẳng qua là chúng ta không giải thôi. Bây giờ chúng ta giải bài này ha. Trước khi giải cái bài này á, giải bài toán này á, thì chúng ta phải hiểu một điều là gì. Đức Phật ngày xưa á, vua cha của ngài có một mình ngài là giỏi, là thái tử. Ước muốn của ngài là ước muốn của vua Tịnh Phạn là muốn này. Là muốn là thái tử của mình á là gì? Nối ngôi của ngài. Nhưng mà ngặt một nẻo là gì? Mấy ông thầy tướng số lại tiên đoán là gì? Lại tiên đoán là cái ông này, là vị thái tử này sau này là một bậc gọi là gì, thầy của trời người luôn, như là một vị, hay là một vị chuyển luân thánh vương, thầy của là vua của bốn cõi, bốn châu thiên hạ, trái đất này với lại ba trái đất khác nữa. Thì ông vua cha lúc đó ông sợ không ai nối ngôi của mình, ông sợ quá. Cho nên ông tìm cách, giống như ông nhốt Đức Phật ở trong cái, ông nhốt con của mình trong cái kinh thành ha. Thì cái kinh thành thì nó rộng lớn rồi đó, rộng lớn. Thì trong kinh thành thì có con vua trong đây. Và gì? Từ nhỏ đến lớn thì hầu hết là trong thời gian mà, hầu hết thời gian Đức Phật ở trong kinh thành này thôi. Và hưởng thụ, khi ngài lớn lên hưởng thụ, Đức vua tạo mọi điều kiện tối đa cho ngài hưởng thụ, để cho ngài không có còn đi tu nữa. Nhưng mà sao mấy ông thầy tướng số ngày xưa ông giỏi quá, cho nên là gì, mấy ông nói đúng. Cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi thái tử lúc đó là gì, mới tìm cách là gì, đi ra ngoài thành chơi ha. Đó, đi ra ngoài đây chơi. Đúng là định mệnh sắp đặt sẵn rồi, cho nên là gì, mấy ông thầy bói nói đúng, cho nên ngài tự động đi ra ngoài đây chơi. Thì ngài mới thấy
cái cảnh là gì? Sinh lão bệnh tử. Toàn là chữ khổ không à. Cho nên Ngài mới quyết tâm đi tìm cái chân lý. Đó. Cho nên là gì? Bởi vì cái chân lý này, cái chân lý nó không phải nằm một chỗ ha. Chân lý ở trong kinh, đây là chữ kinh, kinh thành. Ở trong kinh thành thì sao mà tìm được chân lý? Cho nên suối quẩy sao Ngài đi ra ngoài để tìm chân lý. Thì Ngài bỏ nhà ra đi, bỏ cái cuộc sống giàu sang ra đi. Thì đệ tử của Phật hầu hết ai cũng biết cái chuyện này hết rồi ha. Nói sơ hoài gì thôi. Thì chân lý ở khắp mọi nơi, nhưng mà muốn tìm được chân lý thì chỉ có mà đi ra thành, tìm đến những nơi mà khổ ha. Tìm đến cái khổ. Phải. Và cái khác, để cho hiểu khác nha. Cái khổ và cái khác, khác biệt đó. Chứ còn trong kinh thành ngày nào cũng sống sung sướng gì hết thì không thấy cái khổ. Không thấy cái khổ thì sao mà tìm chân lý được. Nếu như mà Đức Vua Tịnh Phạn thành công trong việc mà gì, trong cái việc mà níu kéo người con ở trong cái nhung lụa này, ở trong cái sung sướng này, ở trong cái trụy lạc này, nếu ngày lôi kéo thành công thì Thái tử sẽ nghĩ rằng là gì? Thế giới là toàn những chuyện sung sướng không à? Thì lúc đó là gì? Ngài đâu có bỏ ra đi được. Nhưng mà đúng là mấy ông thầy tướng số nó hay thì định mệnh của Ngài là phải là gì? Thầy của trời người thôi. Cho nên Ngài mới tìm đường ra đi. Bởi vì bây giờ các học trò của Đức Phật ngày hôm nay cũng vậy. Cứ nghĩ kinh của mình, cứ nghĩ kinh Phật của mình, đạo Phật của mình là số 1. Số 1. Ở trong đây mà hưởng thụ không? Ở trong đây mà hưởng thụ không? Không có chịu là bước ra ngoài các đạo khác để tìm hiểu các đạo khác. Chỉ có mình đi bước ra ngoài thôi, bước ra ngoài cái kinh Phật của mình để mình quay lại mình đối chiếu, để mình tìm những cái khác này. Để mình quay lại mình đối chiếu thì mình mới tìm ra được cái chân lý. Đối với Phật là tìm ra chân lý, còn đối với chúng ta là gì? Đi giải những bí ẩn trong kinh Phật. Muốn giải những bí ẩn trong kinh Phật thì chỉ có mà đi tìm những cái khác. Phải đối chiếu với kinh Phật. Trong kinh Phật nói cái gì? Chúng ta lấy những cái này làm những lăng kính. Làm những ống dòm, những lăng kính để chúng ta soi vào kinh Phật, coi thử Phật nói cái gì. Chứ còn ở trong kinh thành xa hoa này thì sao Thái tử có thể thành Phật được? Thái tử phải đi ra ngoài, Thái tử mới tìm được chân lý. Đệ tử của Phật ngày hôm nay cũng vậy. Chúng ta phải rời kinh Phật này, chúng ta đi ra ngoài để chúng ta tìm những cái khác. Rồi từ cái khác đó mà chúng ta nhìn lại cái kinh Phật nói gì để chúng ta tìm được cái điều bí ẩn trong kinh Phật. Trong kinh Phật điều bí ẩn rất là nhiều, chúng ta đâu có biết đâu. Chúng ta cái sung sướng, cứ hưởng thụ, cứ coi như là kinh Phật là số 1 rồi. Cái điều đó là sai. Tại còn ngoại đạo nữa. Đức Phật nói là Ngài là giáo chủ của thế giới Ta Bà này, thì ngoại đạo cũng là gì? Cũng đệ tử của Ngài thôi. Mà tại sao chúng ta không đi tìm hiểu cái ngoại đạo nó nói gì? Cho nên chúng ta phải rời khỏi cái quyển sách kinh Phật này, chúng ta đi ra. Chúng ta đi ra để chúng ta tìm những cái khác ha. Chúng ta đi tìm những cái khác bằng, nghĩa là giống kinh Phật mà đi là khác, không bằng. Cái khác mình đối chiếu chứ. Đối chiếu. Đó. Thấy rất có nhiều vị tu sĩ ha. Họ cũng bước ra, nhưng họ bước có nửa chân à. Họ bước có nửa, còn nửa họ ở trong. Có nghĩa là sao? Họ đi tìm cái, họ đứng ở bên đạo Phật mà họ nhìn qua các đạo khác để họ so sánh. Có nghĩa là họ lấy cái nhìn của Phật giáo mà họ nhìn vào các đạo khác. Chứ họ không bao giờ đi nhảy ra ngoài các đạo khác để nhìn về đạo Phật mình.
không có đứng ở cái góc độ này, không đứng ở góc độ của các đạo khác để nhìn về kinh Phật của mình, chỉ đứng từ bên này dòm ra. Cũng có vài người đứng ở đây dòm vô nhưng mà sao, không có ý chí cho nên không thành công, rồi lúc cuộc cũng nhảy vào kinh mình lại, cũng nhảy vào cái đạo Phật mình lại. Cho nên muốn giải được cái đạo này, muốn giải được cái bài toán này thì phải căn cứ vào những ý khác này nè. Đó. Căn cứ vào những cái khác đó để mình giải ha. Đức Phật là giáo chủ của thế giới Ta Bà, cho nên mọi thứ trước khi Đức Thích Ca Mâu Ni ra đời là cũng là của Ngài hết trơn. Ngài là Thượng Đế mà, tất cả đều là của Ngài hết. Ngài tạo ra và con người và các đạo Ngài cũng tạo ra luôn, rồi sau đó Ngài mới xuống để thành Phật Thích Ca Mâu Ni dưới này. Rồi chúng ta bước qua giải cái bài toán này ha. Bây giờ gió nó bay. Tôi tưởng nhà Phật là phải biết thoát ra khỏi cái suy nghĩ. Ngày xưa Đức Phật á, khi Ngài là khi Ngài đã xuất gia, Ngài đi tu rồi, thì là gì? Ngài tu theo cái lối tu của ngày xưa, theo cái tư tưởng của ngày xưa, nhưng mà không tu khổ hạnh. Đến mức mà trong kinh diễn tả là cái da bụng nó lại sắp sửa mà nó dính vô cái da lưng luôn, ốm nhom ốm nhách kiểu đó, ốm đến lúc mà Ngài phải xỉu luôn. Thì cũng nhờ cái bác sĩ của cô gái chăn cừu hay chăn bò gì đó không biết, cho Ngài uống thì Ngài tỉnh dậy và Ngài thay đổi cách suy nghĩ của mình liền. Không có được mà gì, không được tu theo lối cũ nữa, mặc dù cũng đi tìm chân lý nhưng mà không tu theo lối cũ nữa. À, Ngài nghĩ như vậy và sau này Ngài thành Phật rất là nhanh. Thì đệ tử nhà Phật cũng vậy, chúng ta nên nhảy ra khỏi kinh Phật, đừng có để nó nhiễm bẩn mình nữa. Mình nhảy ra, mình vẫn đi tìm con lối thoát ra ngoài thôi, nhưng mà mình dựa vào nó và mình tìm hiểu những yếu tố xung quanh nó rất là nhiều. Chúng ta phải thay đổi cái suy nghĩ thì chúng ta mới nhanh thành chánh quả được. Bởi vì đạo Phật ra đời hơn 2500 năm nay rồi, có mấy ai đắc đạo đâu, có mấy ai mà theo đuổi một cái những điều lạ lẫm để thành Phật. Các vị mà thành A-la-hán sau thời Đức Phật, có nhiều vị sau thời Đức Phật là thời kỳ chánh pháp và tượng pháp là 1.500 năm, thì của 2.500 năm, thì có nhiều người người ta thành A-la-hán nhưng mà càng ít dần. Nhưng mà những người đó là những người là gì, những người ở trên ta đưa xuống không, các vị đó được ở trên, các vị đó có khả năng là những vị Phật đưa xuống đây, các vị Phật người ta hóa xuống, các vị đại Bồ Tát người ta hóa xuống để người ta gì, ta tiếp tục với giảng kinh của Đức Phật nữa. Bây giờ tiếp tục ha. Bây giờ tuổi thọ của con người, bây giờ mình tính tuổi thọ nha. Tuổi thọ chúng ta phải nói lái là gì? Tỏ tuổi. Đây Đà La Ni cho nên cũng không có nói được ai nha. Thì nó chính là gì? Tỏ và thui. Tỏ là sáng tỏ, thui là tối thui. Sáng tỏ chứ là ban ngày, ngày tối thui cho cái đêm thôi. Đêm. Chúng ta phải hiểu đây là một chu kỳ ngày đêm. Chu kỳ. Đây là một chu kỳ ngày đêm. Rồi. Tuổi thọ của con người á mà nó giảm từ gì? Tuổi thọ con người á giảm xuống thì còn là gì? Còn tuổi thọ còn 12 tuổi nha.
rồi tăng lên tới 84.000 tuổi. 84.000 tuổi. Rồi lại giảm xuống 80.000. Thì lúc này ông Di Lặc mới ra đời nha. Cái đoạn này Di Lặc mới ra đời nè. Thì chúng ta tính xen qua xen lại rồi mất hết khoảng là gì? 8.8 triệu 800.000 năm. Mình tính sơ sơ vậy thôi nha. Còn không biết là người ta tính sao. Để bỏ khúc này đi, tại khúc này còn nhiều lắm. Chúng ta đừng lấy những số này, sai rồi. Đây nè, có phải là giảm không? Giảm, tăng, rồi giảm. Đây nè, giảm, rồi tới lượt. Tới còn 12 tuổi thì lại tăng tiếp. Tăng tới 84.000 tuổi là giảm tiếp. Đây là những chu kỳ. Đây là những chu kỳ. Chu kỳ, đây cũng là chu kỳ luôn. Chu kỳ. Đây cũng là chu kỳ. Chúng ta nhớ nó là chu kỳ. Đức Phật nhấn mạnh hai chữ chu kỳ. Đức Phật nhấn mạnh hai chữ chu kỳ. Còn mấy con số nghìn này nè. Đây nè. 84.000 hay 80.000. Ba con số 0 này nè. Nó tượng trưng á cho lời tiên tri của Đức Phật là gì? Không biết, không nghe, không thấy. Không biết, không nghe, không cố tình thấy. Là Đức Phật nói gì? Đệ tử của tôi á, tại sau này á, không có biết cái chuyện mà gì, không biết chuyện đây là một bài toán, không biết chuyện này giải cái bài toán này, và không có biết cách giải cái bài toán này. Đây là ba số 0 mà Đức Phật muốn nói như thế. Mấy số 0 này là bỏ ra hết ha. Chúng ta chỉ lấy là gì? 84 là tứ tam ha, là tứ tam, tứ là 4, tam là 3. Bắt đầu từ 84 mà giảm xuống 80 thì có nghĩa là gì? Giảm 4 ha. Giảm 4 thì tứ tam này, đây là 84 này trừ cái 4 này, còn 39. Chúng ta phải hiểu ba số 0, không biết, không nghe, không thấy ha. Hay là gì? Không biết, không nghe, không biết cách giải luôn. Hay là không chú ý đến luôn. Đức Phật là một bậc đại sĩ. Ngài nói một đằng phải hiểu một ngã. Chúng ta không chịu hiểu. Không chịu hiểu Ngài, Ngài rất là buồn. Nhưng mà Ngài biết trước rồi. Nói giỡn vậy thôi, Phật mà buồn gì. Hồi nãy chúng ta nhấn mạnh, bây giờ chúng ta này, chúng ta nhấn mạnh tới hai chữ chu kỳ. Chu kỳ. Chu kỳ. Hồi nãy Đức Phật á, chúng ta đã giải được nhấn mạnh hai chữ chu kỳ. Mà cái từ 84 á, 84 vạn thành tứ tam á, tứ tam trừ 4 thì còn 39 á. Thì tứ tam đó chính là gì? Tứ tam là quy ly, quy chấn, chính là chân lý đúng không? Có nghĩa là Đức Phật đã sử dụng là gì? Đã sử dụng bát quái rồi. Đã sử dụng bát quái trong này rồi. Thì chúng ta phải gì? Phải căn cứ vào triết học phương Đông mà chúng ta nói chứ. Thì cái chu kỳ ở đây, Đức Phật nhấn mạnh đến hai chữ chu kỳ. Mà cái chu kỳ mà liên quan tới con số 39 nha. Thì nó có hai cái. Một là gì? Đây là quẻ. Quẻ thứ 39 trong kinh dịch ha. Kinh dịch. Quẻ gì ha? Thủy Sơn Kiển ha. Đây là quẻ Thủy Sơn Kiển. Nó là quẻ này nè. Thủy Sơn Kiển. Vẽ trên bảng, vẽ tào lao quá. Thủy Sơn Kiển. Thủy nè. Sơn nè. Kiển. Đó, đây là quẻ kiển. Của mình theo chu kỳ á, về 60 hoa giáp á ha. Thì nó là gì? Hoa giáp. Hoa giáp thứ 39.
thứ 39. Đây là cái phối thứ 39 này. Có nghĩa là gì? Có 10 thiên can phải không? 10 thiên can là gì? Từ là gì? Giáp này, ất này, bính này, đinh này, mậu này, kỷ này, canh này, tân này, nhâm này, quý này. Đây là 10 thiên can không? 10 thiên can. Can. Rồi tới lượt gì? 12 địa chi. 12 địa chi. Chúng ta hầu như ai cũng biết hết. Có nghĩa là tí nè, sửu nè, dần nè, mẹo nè, thìn nè, có nhiều người gọi là mão nha, tỵ nè, ngọ nè, mùi nè, thân nè, dậu nè, túc nè, hợi. Thằng ở trên có 10 à, mà thằng dưới tới 12 luôn. Rồi bắt đầu người ta ghép là gì? Ta ghép lại thì thằng này thứ 39. Giáp tí đúng không? Ta ghép lại hai giáp. Một thiên can, một địa chi giáp tí. Đây là số 1. Ghép tới thằng này là số 2. Ghép thằng này là số 3. Thường thường ta nói năm giáp tí, năm bính dần là ghép mấy nè. Rồi người ta ghép tới năm, ví dụ vị trí thứ 10 là quý dậu không? Đây là 10. 10 quý dậu. Túc hợi. Túc hợi thì ghép với gì? Chữ quý không? Chữ quý tới, chữ quý là thứ 10 là hết rồi, bắt đầu người ta quay lại là gì? Quay lại chữ giáp tiếp. Giáp. Chữ giáp không? Giáp tới ất. Đó. Rồi tới bính. Thằng này là bính chứ nghe, quay đây là bính không? Túc hợi tới tí, bính tí. Khi người ta ghép như vậy, gọi là người ta chứ ông trời ông ghép chứ, nó người ta ông chửi chết. Thì ghép như vậy thì cái vị trí thứ 39 ở trong thập thiên can nó chính là nhâm dần. Nhâm dần. Chà. Nhâm dần. Nhâm là nhâm nhi á, dần là từ từ á, uống từ từ giống như uống cà phê vậy. Giải gì ha, giải vui á. Nhâm dần. Thì là gì? Cuối cùng nó ra hai chữ nhâm dần. Đây chính là năm di lạc hạ sanh ha. Đây là năm. Đây chính là cái năm này, năm. Trời ơi, giải tới đây ông Di Lặc ông đạp mình một cái trời, kỳ quá vậy. Ê, đau quá. Không biết ai đạp nữa, đối thường ông chơi vậy. Năm nhâm dần ha. Đây là năm Di Lặc hải sanh ha. Di Lặc hạ sanh. Đây chính là năm. Đây chính là năm ông Di Lặc hạ sanh. Chắc chắn là vậy. Bây giờ nhâm dần đi lại nha. Nhâm dần. Năm nhâm dần. Vị trí thứ 39 là khối. Khối thiên can vị trí là 39. Cái năm nhâm dần á thì là niên mệnh là gì? Niên mệnh của năm nhâm dần là niên mệnh của năm nhâm dần là cái gì ta? À, kim, bạch kim. Kim, bạch kim. À, hai năm nữa là tới năm nhâm dần rồi. Không lẽ 2 năm nữa ông Di Lặc đây rồi trời. Bây giờ cái năm nhâm dần này nó sẽ quay
hệ cứ 60 năm là 500 dần lặp lại một lần, cứ đi một vòng tròn 60 năm hơn, cứ đi một vòng tròn 60 năm thì lại là 500 dần tiếp. Không biết ông Di Lặc xuất hiện khi nào, nhưng mà khi mà ông ra đời chính là ông tuổi nhâm dần. Ông sẽ mang tuổi nhâm dần, đó là chắc chắn 100%. Nếu sai thì đi hỏi ông. Kim là gì? Kim là mệnh kim, kim là vàng. Bạch kim ở đây á, người phương Đông gọi là bạc. Còn cái nguyên tố bạch kim trong bản tuần hoàn hóa học nó ký hiệu như vậy nè, thì nó là cái thứ khác, cái vàng trắng nó khác nữa. Bạch kim. Thì thí dụ những người sinh năm 1979 ha, thí dụ như Kỷ Mùi chẳng hạn, thì là gì? Thiên thượng hỏa chẳng hạn. Có nhiều người là gì? Bích thượng thổ ha. Thí dụ năm này là gì? À, bích thượng thổ đó. À, bích là gì? Bích là cái vách ha, thượng là cao, thổ là đất. Đất trên vách ha. Chắc là ổ tàu vò vậy. Ổ tàu vò đó. Thì ông Di Lặc cũng sẽ ra đời, ông mang niên mệnh này. Thì chúng ta phải nhớ tới một cái câu của ông Sấm Trạng Trình. Ông Trạng Trình chính là thân trước của ông Huỳnh Phú Sổ đó nha, ông Huỳnh Giáo Chủ đó. Thì ông có hai câu sấm như sau nè: Bạch hổ kim đai ấn ha. Chúng ta chú ý chỗ này. Bạch hổ kim đai ấn. Rồi gì? Thất thập cổ lai xung. Thất thập cổ lai xung. Đã gọi là sấm thì đôi lúc đúng, đôi lúc nó sai không? Đôi lúc người ta viết đúng rồi do chính trị này kia người ta có thể đổi mất cái chữ này lại, đổi cái hàng này qua hàng khác qua hàng nọ. Nhưng mà giờ mình lấy cái chủng lại này đi. Chúng ta thấy nè, năm nhâm dần có phải là hổ không? Dần có phải là cọp là hổ nè. Bạch kim đúng không? Năm hổ có mệnh nào mà có hai chữ bạch kim? Đây, bạch đây và kim đây. Bạch đây và kim đây. Kim này cũng có nghĩa là mạng kim luôn. Bạch hổ kim đai ấn. Đại ấn, nó là đại ấn chứ không phải đại ấn đâu. Chúng ta phải sửa lại một chút ha, còn không sửa lại không biết đâu. Ở trong đó là bạch hổ kim đại ấn. Đại là gì? Áo mão cân đại thì nó dành cho quan. Còn này là vua mà, chuyển luân thánh vương. Thì đại ấn ha, là cái ấn của bá luôn, ấn lớn. Cái ấn này, cái ấn là một vị vua của toàn thế giới luôn, có nghĩa là đại ấn. Đại ấn. Rồi. Có nghĩa là gì? Hai câu này là nói hai cha con của ông Di Lặc. Khi bạch hổ kim đai ấn có nghĩa là gì? Khi mà cái ông Di Lặc ổng sinh ra vào năm nhâm dần, không? Cái năm nhâm dần thì cái năm đó là chính là cái năm có bạc, có vàng này. Có vàng là kim, có bạch kim cũng là gì? Vàng bạc năm đó là vàng, có bạc là cái năm nói chung là gì? Bạch hổ kim có nghĩa là ông Di Lặc ông sẽ sinh ra vào cái năm nhâm dần. Đại ấn là ông mang đại ấn, ấn lớn của trời xuống. Mang đại ấn có nghĩa là ông cha giao lại, mà ông cha đang ở tại thế gian. Đúng không? Có nghĩa là ông Thượng Đế ông đang tại thế gian đó. Ông sinh Di Lặc ra mà. Thất thập cổ lai xung có nghĩa là gì? Thất thập là 70 ha, 70. Cổ lai là từ xưa tới nay, xung là mùa xuân. Từ xưa đến nay trải qua 70 mùa xuân có nghĩa là gì? Cái lúc ông Di Lặc ổng nhận cái đại ấn, ổng nhận cái ấn lớn của người cha đó. Từ người cha truyền ngôi lại thì lúc đó người cha đã 70 tuổi rồi. Đã 70 tuổi rồi. Rồi quay lại ha. Chúng ta phải nên nhớ hai câu sấm của Trạng Trình như vậy này. Đây là một minh chứng đó. Không có sai đâu. Rồi cái
nhâm dần là 60 năm nó xuất hiện một lần nha. Thì năm nay là năm 2021 phải không? Thì năm 2022, 2022 thì chính là năm nhâm dần. Đây là nhâm dần. Nhâm dần. Nếu ông Di Lặc ông không xuất hiện, ông không ra đời trong năm này á, thì bà con cô bác ha, thì ráng chờ tới năm gì? 60 năm nữa. 2082. Chờ, ráng chờ ngày tới năm này. Còn nếu như mà ngài không xuất hiện nữa thì thôi ráng chờ thêm là gì, cộng thêm là gì, 60 năm nữa là không biết năm bao nhiêu. 2 4 1 2. Chờ tới năm đó. Đây rõ ràng rồi ha. Còn ngài, ngài thành Phật dưới cội Long Hoa làm được cái chuyện đó. Chúng ta nhớ năm nhâm dần nha. Năm nay năm Tân Sửu rồi. Canh Tân Nhâm Quý, nhâm dần. Hai năm sau, năm tới nữa. Tết này là năm Tân Sửu. 21, 22 là nhâm dần. Mà ổng mà không ra đời nữa thì thôi. Chờ 60 năm nữa rụng rốn luôn, xuống lỗ luôn. Ngày Di Lặc thành Phật. Thành Phật dưới hội Long Hoa không? Thành Phật dưới cội, dưới cội hay là dưới gốc cây? Dưới gốc cây. Cây, cây này tên là Long Hoa. Long Hoa. Ngày xưa Đức Phật Thích Ca thành Phật với dưới cái gốc cây. Thì cái gốc cây đó gọi là cái Bồ Đề. Cái Bồ Đề ha. Ngày xưa cái cây này không phải tên cây Bồ Đề. Nhưng mà khi Đức Phật thành Phật đó, thì cái cây này tự động có tên là cây Bồ Đề. Đâu phải tự nhiên cây Bồ Đề đó, Bồ Đề nó chính là gì? Bồ đồ. Bỏ đi. Bến đổ. Đức Phật ngồi đây thành Phật có nghĩa là đây chính là bến đổ. Từ bến đổ này mà Đức Phật biến dạng nó thành hai chữ Bồ Đề, chính là Đà La Ni. Rồi thì chúng ta phải nhìn qua hai chữ Long Hoa nè. Long Hoa nó cũng được biến đổi á. Long Hoa nó cũng được biến đổi chứ không phải không biến đổi đâu, mà chúng ta không biết. Long Hoa đúng không? Long là rồng. Long đây là rồng. Còn chữ hoa này á, nó chính là hoàng. Hoàng có nghĩa là quay trở lại. Chính là gì? Rồng quay trở lại. Rồng trở về cũng được. Rồng bị rồng. Rồng trở về. Rồng nào trở về trời? Không hiểu luôn. Rồng đây chính là Lạc Long Quân ha. Chính là ngài Lạc Long Quân. Đây là tổ phụ của người Việt ha. Cùng với ngài Âu Cơ thì hai vị này chính là tổ phụ của người Việt, chính là Lạc Long Quân. Long này chính là Lạc Long Quân. Ngài Lạc Long Quân trở về thành Phật Di Lặc có ở đâu. Hai ông chính là một thôi. Chính là Di Lặc. Sự việc được sắp xếp biết bao nhiêu ngàn năm nay rồi. Ngài Di Lặc cái vị Phật thứ bảy ha. Cái vị Phật thứ bảy ha. Ông giáng xuống làm Ngài Lạc Long Quân. Rồi từ Ngài Lạc Long Quân ông lại bỏ đi. Ông đi bỏ về biển ổng à. Ông bỏ về biển thì bà Âu Cơ mới dắt 50 người con lên rừng, lên núi thành lập nước Việt. Của nước Lạc Việt. Thì người vua đầu, người con trai đầu tiên thì làm vua hiệu là Hùng Vương thứ nhất. Thì ông bỏ xuống biển thì bây giờ ông trở về. Ông trở về thì gì? Long Hoa có nghĩa là gì? Rồng hoàng. Hoàng có nghĩa là trở về.
trở về. Thí dụ như hoàng tục chẳng hạn thì trở về với tục. Người đang tu mà trở về với tục thì gọi là hoàng tục, thì cái đây chính là hoàng. Rồng quay trở về, chính là ngài Lạc Long Quân trở về. Cái vị Phật thứ bảy giáng xuống thành Lạc Long Quân, ngài Lạc Long Quân lại đặt nền móng sinh ra đất nước Việt Nam và dân tộc Kinh của Việt Nam. Rồi sau đó là gì? Ngài bỏ ngài đi. Ngài bỏ ngài đi, sau này ngài trở về lại thì thành Phật Di Lặc. Thì gì? Thì cũng là một chu kỳ, một chu kỳ. Chu kỳ. Bỏ đi rồi quay trở về lại là một chu kỳ. Chúng ta chú ý tới hai chữ chu kỳ nó quan trọng, nó phải có chu kỳ. Ông Lạc Long Quân này nè, ông thành Phật Di Lặc phải không? Thành Phật Di Lặc. À, ông hiện thành Bồ Tát Di Lặc thời Phật Thích Ca Mâu Ni. Rồi sau đó là gì? Thế ông hiện thành Chúa Giêsu nữa không? À, Chúa Giêsu chúng ta viết như gì đúng mới đúng đây nè. Ông hiện thành Chúa Giêsu. Rồi từ Chúa Giêsu là ông gì? Ông về Việt Nam, ông thành một vị đại tướng không? Thành một vị đại tướng không? Rồi từ vị đại tướng đó là gì? Ông quay trở về lại. Rồi sau đó ông mới thành Phật Di Lặc. Ông mới là thành Phật. Thành Phật Di Lặc. Quay về Việt Nam thành một đại vị đại tướng không? Đại tướng không? 4 sao, 1 sao, 2 sao, 3 sao, 4 sao. Ông thành một vị đại tướng không? Rồi sau đó ông mới thành Phật. Vị Phật thứ 7 lại. Vị Phật thứ 7 chính là Di Lặc. Thì là một chu kỳ của ông. Còn Long Hoa Tam Hội là gì? Long Hoa Tam Hội. Sẵn đây mình nói luôn. Long Hoa Tam Hội. Có nghĩa trong kinh nói là ngài Di Lặc thành Phật dưới cội Long Hoa. Rồi sau đó ngài thuyết pháp trong ba hội thì gọi là Long Hoa Tam Hội. Long Hoa ông thành Phật dưới cội cây, dưới gốc cây Long Hoa thì gọi là Long Hoa Giáo Chủ ha. Long Hoa Giáo Chủ thì thuyết ba hội kinh. Đâu phải ba hội đâu. Ông Phật ông Thích Ca Mâu Ni, ông ra đời ông giảng biết bao nhiêu hội. Quá trời hội luôn. Đáng lẽ ông Phật Thích Ca Mâu Ni gọi là gì? Bồ Đề Tam Hội mới ổn lộn. Bồ Đề là quá trời hội mới đúng. Nhưng mà cái đây nè cũng là Đà La Ni hết. Chúng ta phải hiểu nó là gì. Đọc ngược lại. Hội Tam Hoa Long. Hội Tam. Đây là gì? Đây là cái chúng ta, nếu chúng ta theo dõi cái bài mình giảng, cái bài tôi giảng về cái kinh Pháp Hoa, cái phẩm phương tiện á, cái phần 2 á, cái đoạn này là đoạn cuối cùng á, thì hội Tam chính là gì? Tam kỳ phổ độ ha. Đây là kỳ thứ 3. Kỳ 3. Kỳ 1, kỳ 2, kỳ 3, kỳ 3 chính là kỳ cuối. Thì chúng ta tìm hiểu cái đạo bên đạo Cao Đài thì chúng ta phải hiểu rõ kỳ 3 là kỳ gì. Kỳ 3 là kỳ gì? Chúng ta hiểu. Cho nên hội Tam có nghĩa là gì? Hội tụ lại. Kỳ 1, kỳ 2 là gì? Là một cái quá trình để chuẩn bị cho kỳ 3. Thời Phật Thích Ca Mâu Ni và các đạo mà ra đời thời kỳ đó luôn là thời kỳ 2. Còn thời kỳ vua Phục Hy trước đó nữa thì cũng ra đời cũng nhiều đạo nữa. Trên khắp cả thế giới thì thời kỳ đấy là thời kỳ 1. Tất cả thời kỳ 1 và thời kỳ 2 thì sẽ chuẩn bị cho thời kỳ 3. Thí dụ thời kỳ 2 không? Là thời kỳ của Đức Chúa, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và Đức Chúa Giêsu. Là chuẩn bị cho thời kỳ 3 này. Là thuyết ra những cái điều tốt đẹp để cho người ta chờ đợi đến thời kỳ 3. Thời kỳ 3 là thời kỳ gì? Hội lại, kết tụ lại các điều kiện của các kỳ trước vào cái kỳ 3 này nè. Để làm chi? Hội tụ lại để làm chi? Hoa Long. Hoa Long đơn giản thôi, nó là gì?
hóa lông mày rồng. Hóa rồng, cá chép hóa rồng thôi. Chính là hóa rồng, hiểu không? Hóa rồng. Hóa rồng là chúng ta phải hiểu nó là gì. Từ con cá chép mà nó hóa thành con rồng, có nghĩa là gì? Từ một loài nhỏ bé mà thành một cái loài đứng đầu trong các loài thú. Đây là một cái nghĩa bóng không? Để nói về gì? Để nói việc từ con người mà biến thành Phật. Đó. Từ con người mà biến thành Phật. Kỳ ba này nó sẽ diễn ra rất lâu ha. Rất lâu. Và dần dần độ cho người ta sẽ hóa thành rồng. Còn thời gian hóa rồng thì không biết. Khi thời kỳ 3 diễn ra thì cũng là bắt đầu thời kỳ chuẩn bị cho cái lúc hóa rồng. Thì cái thời kỳ chuẩn bị đó là thời kỳ đào tạo rất là lâu. Thì đến một lúc nào đó Ngài Di Lặc sẽ thuyết cho người ta thành Phật hết. Cho chúng ta đừng có nghĩ mà thành Phật lâu lắm, đừng có nghĩ chuyện đó, sai à. Nếu mà vì tuổi thọ con người mà xuống còn 12 tuổi thì còn gì nữa, không còn tới lúc đó đâu. Nếu ông Di Lặc ông không ra đời kịp mà Thượng Đế không có quản lý con người cho tốt thì lúc đó nó quánh nhau đến nỗi mà nó dùng bom nguyên tử ha, bơm A, bơm H gì đó, rồi nó thả xuống một khác, bơm sinh học nó quánh nhau hết, trái đất này còn nổ nữa thì loài người không biết ở đâu. Loài người đã chết hết rồi, chúng sanh trên trái đất mà chết hết rồi thì sao? Ông Di Lặc ông đâu có chỗ để ông xuống nữa. Cho nên chúng ta thấy cái việc mà Đức Phật nói gì mà giảm xuống rồi tăng lên 84.000 rồi giảm xuống 80.000 thì lúc đó là Ngài Di Lặc mới ra đời. Cái đó chỉ là một bài toán, là một giả dụ để cho chúng ta tìm đáp án. Chúng ta không tìm mà chúng ta cứ đi tin, chúng ta cứ bám vào cái kinh không, chúng ta tin là sai. Chúng ta không được ôm cái kinh, chúng ta phải thoát nó ra. Giống như Đức Phật ngày xưa vậy, Ngài là Thái tử Tất Đạt Đa, Ngài thoát trong cái sung sướng đó mà Ngài đi tìm cái chân lý, rốt cuộc Ngài tìm ra. Mà trong quá trình Ngài đi tìm chân lý, Ngài cũng phải bỏ cái cũ, bỏ cái lối suy nghĩ cũ đi, Ngài có một suy nghĩ mới. Có nghĩa không được tu khổ hạnh nữa. Cái thân này chính là cái phương tiện để cho chúng ta tu. Mà tại sao mình lại gì đầy đỏ nó cho nó ốm nhôm nách gì. Cho nên là gì, Đức Phật suy nghĩ lại là phải bồi dưỡng cho nó, mình có sức thì mình tu mới được. Đó, thay đổi một suy nghĩ là thay đổi tất cả. Ví dụ như mấy ông Việt Nam này ngày xưa mà năm 1986 mà không thay đổi thì chắc cũng không có ngày hôm nay. Mình phải biết thay đổi, làm tới chính trị một chút. Xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô nó là nguồn gốc ha, nhưng mà nó cũng như vậy, nó cũng phải cần thay đổi. Rõ ràng nó thay đổi trễ, nó sụp đổ. Chúng ta phải thay đổi, chúng ta phải đổi, thay đổi, tất cả phải thay đổi. Thay đổi từ trong cái suy nghĩ. Đạo là gì? Đạo phải vượt lên tất cả chính trị. Bây giờ ai xem cái này mà gắn chính trị vô, nói ông Phật sẽ xuất hiện từ Mỹ, Di Lặc xuất hiện ở Mỹ rồi đi về rồi lật đổ cộng sản, ôi trời ơi, xa vời quá. Bây giờ có nhiều ông bên đó là sai lầm, bỏ hận thù đi. Tôi cũng thông báo là sau này cái chính phủ hiện tại nó vẫn tồn tại mãi mãi thôi. Ông Phổ Hiền ông cố tình ông lập nên cái chế độ này để chi? Để sau này để giúp cho đất nước Việt Nam, gọi là gì? Gọi là để giúp cho thế giới. Để làm cầu nối cho thế giới. Chính là chính phủ hiện tại này. Xin lạm dụng một chút vào chính trị ha. Chúng ta đừng có mang hận thù. Đừng nói lật đổ cộng sản. Cái chế độ cộng sản này là do ông Phổ Hiền ông lập nên mà. Thượng Đế xây lập mà. Lật đổ chỗ nào? Bây giờ trải qua biết bao nhiêu năm chúng ta thấy hiện tại không? Việt Nam bây giờ nền kinh tế cũng đứng 40 thế giới rồi. Thành công đang trên đà, gọi là như bứt tốc. Cho nên chúng ta hãy nhìn lại cái kết quả của cái chế độ này người ta làm.
mà mình làm sao mình đánh giá được cái mình đánh giá người ta, mình coi thế giới nhìn về Việt Nam như thế nào hiện nay để mình đánh giá cái chế độ này. Chúng ta đem lòng hận thù, chúng ta đánh giá là chúng ta bị sai lầm, bỏ hết đi. Trong kinh Phật cũng vậy, chúng ta cứ lấy cái tầm nhìn của những gì Đức Phật gọi là để lại, sự hiểu biết đó không đưa chúng ta đi đâu đâu. Chúng ta phải sửa đổi, chúng ta phải có cái nhìn khác thì chúng ta mới đạt được những thành tựu. Chứ bây giờ cứ ôm đạo Phật thét mà cứ 2.500 năm nay rồi, độ được cho bao nhiêu người đâu? Đức Phật uổng công ra đời mà độ được cho bao nhiêu người đâu? Cho nên đây là một câu hỏi chúng ta phải thay đổi tư duy thì chúng ta mới thành đạo được. Rồi xin tạm sơ kết thúc ở đây thôi ha. Có đụng chạm tới chính trị một chút thì các vị có xem thì các vị cũng đừng buồn tôi ha. Tại vì sau này ông Thượng Đế ông xuất hiện rồi, ông Di Lặc xuất hiện rồi thì thù hận của mọi người tự động biến mất. Gần 50 năm rồi, thù hận chi nữa. Lúc nào chê cộng sản, cộng tới cộng lui, hô hào Mỹ này Mỹ nọ rồi rút cuộc sao? Bây giờ Mỹ còn quá cha nữa. Thôi nói chơi thôi nha, đừng có để bụng nha. Rồi chúng ta coi nội dung kinh như thế nào thì chúng ta cứ ai hiểu được gì hiểu, mấy người coi mặc kệ, không sao vậy ha. Tạm biệt.